Ngày 23 tháng 2, một lãnh đạo trường tiểu học Hoàng Hoa Thám, phường Thành Thất, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định kỷ luật với hình thức khiển trách, cấm giảng dạy 2 tuần đối với Hồ Quang L, giáo viên tiếng Anh, vì có hành vi đánh học sinh trong giờ học. Theo nguồn tin, nguyên nhân mà ông L bị kỷ luật là do trong giờ học, ông này đã tát một học sinh lớp 4. Sự việc đã được nhà trường báo cáo lên phòng giáo dục đào tạo thành phố Buôn Ma Thuột. Cùng ngày, công an thành phố Buôn Ma Thuột cũng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý ông L vì có liên quan đến một vụ tai nạn giao thông. Cụ thể, vào tối ngày 2 tháng 2, trên đường Phan Bội Châu, phường Thành Nhất, xe ô tô biển kiểm soát 47A-14902 do ông L cầm lái đã xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát 47B2-28377. Sau khi xảy ra tai nạn, tổ xử lý của đội cảnh sát giao thông công an thành phố Buôn Ma Thuột có mặt để xử lý vụ việc. Lúc này, ông L có biểu hiện say xỉn, liên tục nói những lời lăng mạ, thách thức lực lượng thi hành công vụ, thách đánh nhau với cảnh sát giao thông. Khi được yêu cầu đo nồng độ cồn thì ông L chống đối, không chấp hành nên tổ công tác đã lập biên bản.